có chơi mà không? Mạnh Thường Quân chụp cái đồ đạc của tao đó không? Tao lắm chứ mà không chơi mà không? Dạ chụp cái đồ đạc của tao đó không? Nói chung vô nước đi. Alo. Alo. Alo chào. Alo chào bà con. Không có gì đấy. Vô đang rút mà tôi cứ anh mình đang đi mở cửa ra rút. Alo cái đó nó vô à. Alo đã có ba lại mình bao rồi. Alo anh thôi mà rút anh mình đi rút anh chưa lắm ấy tao nữa thì rút ra chưa rút tiền á. Đóng nhẹ nhẹ đóng nhẹ nhẹ đóng nhẹ nhẹ. Ừ đúng rồi đi ai trong vậy ai trong vậy ai vậy vô vậy là lấy tiền cho tao mày lấy tiền coi lấy tiền vậy? Lấy tiền bữa nay có tiền mình cười lên nè vô đây mua có tiền bánh sinh nhật cơ vậy sao đừng 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 tao đi với đi lên xe đi 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 mà chọc quýt hả anh lợn đi đi làm hải sản nha trời không quýt giáo đồ nè hỏi hỏi cô Sương ơi giáo gì giáo đồ giáo đồ nè chay lựu đạn hả ừ nè kem cứt bò nè đồ của anh ta đó ừ. Bye bye nha bà. Bye. Bye. Nhảy 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 vô rồi Thảo Sương cũng đứng ở nhà rồi thì sẵn trong cái chuyến đường đi rồi Bình có điện lên rồi bây giờ Thảo Sương cũng qua chỗ Bình thì cũng có chị em Tẩm Mên Tẩm Thương thì ở xa đó người ta có gửi tiền qua rồi Bình kêu Thảo Sương qua đây để lấy tiền nhận tiền của chị Ly đó gửi qua ở bên Mỹ đó rồi bây giờ Thảo Sương cũng chị Diệp chị Diệp ở bên Mỹ đó gửi qua đó thì bây giờ chị Sương cũng qua đây chỗ Bình kêu Bình đi qua lễ nhận tiền của chị Diệp gửi qua rồi bây giờ cũng xin mời bà con của bác đi theo Thảo Sương qua bên đây nhận tiền Thưa quý cô chú anh chị thì Bình hiện tại thì nói chung là đang đi làm nhưng mà với lý do thì quý Mạnh Thường Quân chụp cái đồ đạc của tao đó không tao lắm chứ mà không chơi mà không dạ chụp cái đồ đạc của tao đó không nói chung là cũng có gửi tiền cho cô Thảo Sương thì Bình sẵn dịp đó Bình kêu cô Thảo Sương đi rút tiền cùng với Bình ở đây là trong khu công nghiệp tại vì Bình trong thời gian làm việc á thì cô Thảo Sương thì cũng vô đây để đi nhận tiền dạ rồi đó thì Thảo Sương cũng đi á bà con á nói chung là tất cả các xe tải đều biết thánh liệu idol Thảo Sương ha biết có chú anh chị thì qua bên đây bà con thì Thảo Sương cũng lâu rồi bà con từ hồi lúc mà tới từ 30 Tết rồi đến tới mùng 1 rồi tới bữa nay là 11 rồi đó Thảo Sương cũng chưa có qua lấy cái gì cười để cho bà con thì bữa nay có sẵn cái chuyến đi của Thảo Sương thì Thảo Sương với con nuôi của Thảo Sương nè đi qua bên đây nhận tiền thì Thảo Sương cũng dẫn qua bên đây là cái gì đây rút tiền xem để lấy tiền bà con của bác nhận để tiền gửi cho Thảo Sương đi nhận tiền đó bà con thì bây giờ Thảo Sương cũng mời bà con Thảo Sương như là chị em gửi được cho Thảo Sương giúp đỡ cho Thảo Sương được nhiêu thì dạ. Thảo Sương bây giờ mời bà con của bác đi xem thì Thảo Sương cảm ơn lắm đối với chị Diệp ở bên Mỹ đó có gửi qua cho ở đây là trong khu công nghiệp An ở Nghiệp. Đây là trong khu công nghiệp nè bà con An Nghiệp khu công nghiệp An Hiệp đó thì ở đây lớn lắm khu công nghiệp này bà con chỗ đây đó là công ty nhiều là công ty thì công ty này công ty kia ối nhiều lắm bà con Sương cũng không có biết chữ nói chung là cảnh cũng rất là đẹp ha nhiều lắm Sương cũng không biết công ty nào đó bà con ơi thì nhiều lắm tại Sương cũng có biết chữ mình đi ăn cái cây ATM gạch con băng đi nói chung là công ty ở đây là biết cái chú anh chị thì rất là nhiều công ty luôn thì sẵn dịp cái Bình trong thời gian làm việc đó thì cô Thảo Sương thì cũng được nhận được tấm lòng vàng từ gia đình của chị Diệp sống bên Mỹ thì bữa nay thì Bình kêu cô Thảo Sương thử đi rút tiền tại cô vô rút tiền đi vô rút đi alo 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 chào alo chào bà con không
vô gốc. Anh đang gút, mày chết tôi cũng đang đi. Mở mở cửa ra gút. Alo, 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 cái đó nó vô. Alo, đã có ba lệnh mình bật thì alo. Anh, hồi mà gút của anh mà anh gút con chú lắm ấy. Tao nữa thì gút nữa à, bữa tao. Vô, vô gút tiền. Vô lắm. Ủa mà cho con hỏi từ đó tới giờ đó, cô Thảo Sương có từng qua cây ATM rút tiền không? Không, 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 không có biết cái ATM, tại mình không biết chữ là không biết gì hết. Không rồi, rồi vô trong đó là làm sao? Thôi, tao nó... cũng không biết bấm gì đâu. Thì, vô đó tao đứng dòm được. Đứng dòm được hả? Ừ. Thử, thử, thử không, không, vô. Không, 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 vô người ta la chết à. Không được, không vô. Không phải đó. Thì bây giờ biết của chú anh chị thì Bình và cô Thảo Sương vô rút tiền ha. Mở mở cửa. Alo, 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 alo. Anh mở cửa con được bên kia lắm. Gút, phải gút mày cái anh chạy. Sao mày tháo dép ra vậy? Ừ, tháo dép ra. Giờ của ta. Bấm vô. Anh chạy bấm mà đi. Bấm chuột cô bên kia mặt đồng. Bấm vô. Bấm vô lên bà đi. Có từng rút tiền không? Không, tao nói tao không, không, tao nói tao từng hoài vậy. Nè, tiếng Việt. Đúng không? Rồi bấm mật khẩu. Đồng ý. Đúng không? Chị mà 4 triệu. Rồi rút tiền. Nè. À, rút tiền. Mày ra không mày? Ra không? Ừ. Không in quá đơn. Rút. Ừ. Rút tiền. Vô, vô, vô. Vô đi. Đó, nó đếm tiền kìa. Ai ở trong đếm tiền vậy? Tao. Hỏi ai ở trong? Hỏi. Hỏi. Tao đếm tiền đó. Ai ở trong đếm tiền vậy? Rồi, lấy thẻ ra, nhận tiền. Đủ 4 triệu. 4 triệu. Đó có tiền rồi nè. Alo, alo, alo. Nó vậy đó hả? À, mình rút thêm nữa. Bây giờ mình rút thêm nữa. Này mới ra 3 triệu à. Vô tiếp. Bấm ai? Bấm ai mình chạy bấm tê. Mình chạy tê. Tiếng Việt. Một khẩu. Enter. Rút tiền 2 triệu. Không in vào đường. Ai ai đếm tiền ở trong vậy? Kêu ơi. Ai đếm tiền trong đó vậy? Nhả tiền nhanh. Nhả tiền ra. Nhà thẻ hả? Ờ, nhà thẻ rồi ha. Mình sẽ cất thẻ vô. À. Nhận tiền. Đó, người ta đưa lấy tay ra đúng không? Chán rồi bà. Tay đầu mày. Tay. Trong máy tường. Đi ra. Đi ra thôi. Kéo cửa bên kia, cửa bên kia. Ra rồi. Ra chưa? Rút tiền. Đóng nhẹ nhẹ, đóng nhẹ nhẹ, đóng nhẹ nhẹ. Ừ, đúng rồi. À đi. Rút tiền vậy có vui không? Nó vui, mà tao không có biết rút. Tớ từng rút chưa? Chưa. Rút. Làm cái thẻ để rút tiền đi. Thôi, tao không có biết đâu, bấm công hư thẻ của tôi. Bấm thẻ sao hư? Cái này hỏi ai ở trong vậy? Ở tao đó. Hỏi, hỏi, ai ở trong vậy? Ai ở trong vậy? Ai vậy? Vô, vậy lấy tiền cho tao mày. Lấy tiền coi. Lấy tiền. Ai vậy? Lấy tiền. Lấy tiền. Lấy tiền coi. Ai vậy? Bữa nay. Quệt á. Rút rồi. Go. Rút rồi. Rút được nhiêu? Xe công ty quá trời đi làm vô thì xe đi vô đó đó cắt đó. Gì? Gì? Hỏi mẹ rút được tiền nhiêu? Yeah. 4 triệu em. Người ta hỏi rút tiền vui đó tự nhiên. Vui. Rút bấm bấm sao mà nó ra tiền. Trời ơi, nó bấm cái gì ta không có gì. Rồi mai mốt lỡ như không có tiền thì mình vô đây mình bấm bấm. Mà vô đây ta không có vô. Ta không có ở tù trong đó.
không có chịu. Đi đường này. Mình vô đây mình bấm bấm lên. Cười. Có tiền mình cười lên nè. Nhảy ơi, nhảy á, nhảy sao? À, vô đi. Mua một có tiền bấm sinh nhật cô. Vui quá nhảy à, vui quá nhảy sao, nhảy sao? Vui quá nhảy sao? Đừng 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 đừng. Chuột bà bữa nay anh có chuột sau pin của ập đấy. Anh đi. Thằng sai anh vui chăm. Kệ mấy người kia đi xe dốc kìa. Đi đâu vậy? Hỏi đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đi đâu? Đi. À. Đi công đây là vòng xe gì? Vòng xe công ty ơi. Ơ vòng xe bất lộ sao ơi. À. Còn Tây Bắc Quận Sông ơi hả? Ừ. Khu công nghiệp vậy? Khu công nghiệp ăn chạch. Khu công nghiệp ăn hiệp. Yeah. Chào bà con. Chào bà con. Chào trong xe hả? Lại cái nãy chào trong xe nha. Chào bà con. Cầm đi mà. Sợ chạy. Hỏi bà con nhìn xe vui không? Vui. Đi đâu vậy mà đông thế? Vui bơi. Ừ. Hỏi đi đâu vậy mà đông cái gì? Hỏi bà con trên xe đi đâu đông cái gì? Đi làm hải sản. Đi làm ở đâu? Đi làm ở đây nè. Đi lên xe cho tao đi với. Đi lên xe đi. Đi 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 anh làm sao đi bà con cũng rất là đông đây đi làm hải sản nha trời không cuột người ta giao hàng cho cô Sương cái gì đó đúng không gì hỏi là gì giao bánh kem giao gì giao gì giao kem kem gì kem thức bò anh ơi giao gì á anh giao kem hỏi cô Sương anh ấy giao gì anh có giao giao gì anh ơi giao đồ nè hỏi hỏi cô Sương ơi giao gì giao đồ giao đồ nè chai lựu đạn hả ừ nè kem thức bò nè đồ của người ta đó ừ đó người ta ra nhận rồi đó ồ ừ, người đẹp nhận nè nhận kem cứt bò á kem gì kem cứt bò ờ Bình cũng rất là cảm ơn đến gia đình của chị Diệp sống bên Mỹ thì cũng có gửi cho Bình 100 đô và cô Thảo Sương 100 đô thì Bình rất là cảm ơn Bình cũng xin phép chúc cô Diệp năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc ha. Thì Bình nói chung là cũng không biết chút gì nhiều hơn. Thì bây giờ thì Bình sẽ lấy 100 đô đổi ra tiền Việt Nam thì được 2.3 triệu 50 ngàn á quý cô chú anh chị. Tại vì không có tiền lẻ thì Bình đi rút hồi nãy đó không có tiền lẻ thì Bình giao cho cô Thảo Sương 2.3 triệu 50 ngàn. Nhưng mà Bình đưa 2.5 triệu thì có gì thì cô thôi lại sao? Đúng không? Rồi cô Thảo Sương có là gì cảm ơn đến chị Diệp sống bên Mỹ không? Thảo Sương cũng cảm ơn em Diệp ở bên Mỹ. Hai vợ chồng thì chị Sương cũng không có biết gì mà để chúc cho em nhiều nữa. Mà chị Sương chỉ là cầu xin chúc cho em được vui vẻ, trẻ mãi mãi không già. Con cái vợ chồng sẽ được sự bình an năm cũ bước năm mới. Cho em được vui vẻ mãi mãi nghe. Mần ăn phát tài trong được trong ý muốn của em nha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Rồi Thảo Sương thì lần đầu tiên á mình vô trong đây rút tiền á thì cô cảm thấy vui không? Thấy vui. Rồi sau đó thì tại vì mình từ đó giờ không từng rút. Rồi bữa nay á cô Thảo Sương đi vô trong cái cây ATM á rút tiền á cô cảm thấy bỡ ngỡ không? Rồi bỡ ngỡ không có biết vô rút, không có biết bấm chỉnh. người ta kêu gõ cửa hay gõ không hả? Gõ đã vậy. Không có biết chỗ nào rút đâu. Rồi ở trong đó có người đếm tiền không? Trong cây ATM á. Tao nghe cái tiếng gì tao không có thấy người. Người ta đâu có trả lời. Sao cô không hỏi người ta hồi nãy? Không. Thì biết cô chú anh chị thì bây giờ Bình cũng trao tay trao đến cô Thảo Sương thì 100 đô thì đổi ra tiền Việt Nam là 2.3 triệu 44.600 đồng ha. Thì Bình sẽ trao cho cô Thảo Sương là 2.3 triệu 350 ngàn ha. Dạ. Yeah.
Thì bởi đây thì mình giao cho 2,5 triệu thì cô còn dư lại bao nhiêu thì cô cắt lại dùng cho mình, cắt lại dùng cho mình nè. Cô đếm ơi, có đủ không? Thì 2,5 triệu nè. Đó, đủ rồi, ha. Đủ rồi. Có chụp video thì bây giờ thì mình cũng đang làm việc tại một cái công ty đây, thì biết của chú anh chị thì đôi khi cái mình cũng không có cái cơ hội hoặc là thời gian này kia, lâu lâu mình rảnh thì mình sẽ làm một cái video cho cô biết của chú anh chị biết bà con cô bác được xem. Tại vì bây giờ thì mình cũng đã vô làm trở lại ha, thì mình cũng rất là tranh thủ thời gian để làm một cái video nào đó hay rồi cho quý cô chú anh chị biết bà con cô bác được xem, cũng là mang tiếng cười cho bà con đúng không? Thì bây giờ chúc cho bà con cô bác đi ha. Bà con cô bác ở xa rằng hay là cha mẹ là anh em chị em gì đó ở đó có xem trong video của Thảo Á Đạo Thảo Sương với mình đang vlog nghe người, chúc mừng cho bà con cô bác có đừng đủ cho tôi nhiều. Mấy cái? Đủ ba cái thôi. Đủ với tôi nha. Rồi chúc cho bà con vui vẻ. Ma hôn là cái gì? Đủ má hôn. Hôn là cái gì? Hôn là cái gì? Hôn là cái gì? Đủ má mày thằng hôn. Hôn cô nè, ní nó nè, ní. Hôn là cái gì? Hôn làm hôn. Rồi thì bây giờ mình cũng xin phép bye bye với cô chú anh chị ha. Chào tạm biệt ha. Bye bye. Bye bye. Nhảy. Vô.